Thưa bà Lê Thị Sen, tầm quan trọng của việc bổ sung chất glutathione hay là cách để đạt được hiệu quả tối đa của các dạng viên ngậm, cụ thể là viên ngậm trắng da glutathione như thế nào? Với cái thế mạnh của viên ngậm trắng da glutathione của Ý thì có cái hoạt chất sẽ được hấp thu ngay ở dưới lưỡi. Cái phần dưới lưỡi của ta là có rất là nhiều các mạch máu, sẽ không bị phá hủy bởi các enzyme ở dịch vị dạ dày, nên là cái việc hấp thu sẽ là tối đa nhất, nên sẽ cho một cái hiệu quả rất là tốt. Vâng. Có lẽ là hiện nay trên thị trường thì cũng có nhiều cái loại viên ngậm ở dưới lưỡi như thế không ạ? Hiện tại trên thị trường thì rất ít, có hai dạng chủ yếu, đó là một là dạng uống. Với dạng uống này thì ở dịch vị dạ dày có thể là sẽ phá hủy đi khoảng 80% cái lượng glutathione, còn hấp thu lại được khoảng 20% thôi, nhưng ở dưới lưỡi thì sẽ đạt được 100%. Glutathione, viên ngậm trắng da cao cấp từ Italy. Thank you.